Rồi, giới thiệu mọi người, nay mình về một chiếc Exciter 2017, máy móc Vintex, máy im nha, dọn từ trong ra ngoài hết rồi, sạch sẽ lắm, hồ sơ cầm tay, về chỉ việc là anh chị nhập tên nó là xong, ốc tán sạch từng con, máy móc zin nha, lóc giữa chưa trẻ luôn, hấp bô xì bắt. Dọn full hình xi bắc 135. Máy bao im cho anh chị, hồ sơ bao phí cho anh chị, hồ sơ cầm tay sẵn rồi. Xe này thôi khỏi còn gì để bàn. Ok. Màu xe hết sáng cho nên lên. Giá đây thì em công bố cho mọi người luôn thì giá là 27 triệu. Anh em nhiệt tình, em fit nhiệt tình cho anh em. Xem xe Mỹ Tho Tiền Giang, liên hệ số điện thoại em 0923555597 và gặp Tâm nha. Đây. Em quay lắp cho mọi người coi. Đây nha, lốc giữa chưa trẻ nha. Lốc giữa chưa trẻ. Rồi. Dạ, mọi người coi nếu mà thấy ưng thì liên hệ số điện thoại nha, 0923555597 gặp Tâm. Cảm ơn mọi người đã xem clip, nếu thấy ok thì cứ đăng ký kênh của em nhờ để xem những chiếc xe sắp tới em chuẩn bị về nha. Cảm ơn mọi người.